Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng nhà tình nghĩa quân dân cho bà Đỗ Thị Hồng, sinh năm 1972 tại thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong, là mẹ của đồng chí Nguyễn Văn Thanh, vận động viên đội judo, Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2. Đến nay, công trình đã hoàn thành theo tiến độ quy định. Với diện tích xây dựng khoảng 130m², công năng gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng hơn 500 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 hỗ trợ 102 triệu đồng, số còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao nhà, Thượng tá Phạm Văn Danh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2 cho biết, việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa quân dân được tổ chức thể hiện trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện trong thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chung sức đồng lòng để người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây cũng là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, 18 tháng 10 năm 1994, 18 tháng 10 năm 2024. Hòa chung niềm vui với gia đình bà Đỗ Thị Hồng, đại diện Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 2, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện Ban Chỉ huy Quân sự huyện và chính quyền xã Chí Công đã trao tặng nhiều phần quà, đồng thời mong muốn gia đình sau khi có căn nhà mới kiên cố và khang trang sẽ yên tâm phát triển kinh tế, đồng chí Nguyễn Văn Thanh an tâm tập luyện thi đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ trong quân đội.